xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2021 âm lịch. Kim Thoa cùng với em trai mình là ca sĩ Phú Quý. Hai chị em cúng tổ, chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ có gà, hoa, bia và bánh mứt và cháo gà. Đây là chút tấm lòng thành dâng lên tổ nghiệp. Trước tình hình dịch căng thẳng thì hai chị em Kim Thoa và Phú Quý chỉ cúng đơn giản vậy thôi. Hàng năm thì Kim Thoa và Phú Quý, hai chị em cùng nhau đến các sân khấu lớn để cúng tổ nghiệp và hát những ca khúc thật hay để dâng lên tổ nghiệp. Nhưng đặc biệt năm nay dịch bệnh căng thẳng, cho nên hai chị em Kim Thoa và Phú Quý chỉ cúng ở nhà. Cầu mong cho đại dịch mau qua để tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng ta cũng như tất cả mọi người cùng trở lại cuộc sống bình thường. Để tất cả anh chị em ca nghệ sĩ được đem lời ca tiếng hát đến để dâng tặng cho tất cả mọi người cũng như tặng cho đời. Kim Thoa hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau thực hiện 5K để dịch bệnh được đẩy lùi, để tất cả chúng ta được quay trở lại. Nhân dịp hôm nay ngày giỗ tổ, Kim Thoa xin chúc cho tất cả anh chị em ca nghệ sĩ cũng như anh chị em bầu show được nhiều sức khỏe và hết dịch sẽ có nhiều show. Kim Thoa nhớ năm 2019, Kim Thoa lưu diễn bên Mỹ các tiểu bang như là tiểu bang Philadelphia nè, Philadelphia, Louisiana, Cali. Thì năm đó là nhân dịp giỗ tổ luôn, thì Kim Thoa rất là vui và hạnh phúc vì năm đó Kim Thoa được qua trung tâm Thúy Nga và Kim Thoa đã cúng tổ bên đó, và Kim Thoa đã được hội ngộ với rất là nhiều anh chị em ca sĩ hải ngoại như là chị Hương Thủy nè, rồi lúc đó có chị Việt Hương nè, rồi vân vân, rất là nhiều luôn. Mau quá, mới đây mà thấm thoát đã 2 năm rồi. Thì khoảng đến tháng 10 thì Kim Thoa cũng bay qua Mỹ lần thứ hai, và Kim Thoa diễn ở tiểu bang New World, New York á. Kim Thoa có việc đi New York. Thì năm đó em trai của Kim Thoa là ca sĩ Phú Quý cũng qua hát ở Seattle. Năm đó cũng rất là vui. Hy vọng rằng hết dịch để Kim Thoa cùng với em trai cũng như tất cả anh chị em đồng nghiệp có dịp đi lưu diễn khắp nơi trên mọi miền đất nước để đem lời ca tiếng hát phục vụ cho tất cả quý vị. Rồi bây giờ Kim Thoa cúng xong rồi, bây giờ đến em trai ca sĩ Phú Quý sẽ cúng tổ ha. Trước khi Phú Quý cúng thì Kim Thoa sẽ rót tí bia thay cho rượu để dâng lên tổ nghiệp nè. Xong rồi chút nữa Kim Thoa uống luôn ha. Hưởng lộc của tổ. Bây giờ đến lượt ca sĩ Phú Quý thắp nhang để dâng lên tổ nghiệp. Trước tình hình dịch căng thẳng như vậy thì đây là tấm lòng thành của chúng con dâng lên tổ. Niềm vui và hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi cả nhà ơi. Tổ chứng giám mấy sao cả nhà ơi, bướm bay quá trời luôn, bay vòng 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 luôn. Bướm trắng, rồi bướm xanh, rồi bướm hồng, bướm đỏ, bướm vàng, quá trời bướm luôn, trời ơi, bay vòng vòng cổ út luôn, trời ơi, quá trời quá đất rồi. Người ta là có hoa có bướm, còn cậu này cúng mà bướm nó bay vòng 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 vòng, nguy hiểm quá. Biết bướm này chắc bướm cái quá. Thank you.
bây giờ Phú Quý cũng xong rồi, mở một bài hát của Kim Thoa và Phú Quý hát lên để dâng lên tổ nghiệp ha. Đây là ca khúc Liên Khúc Cảm Ơn Mùa Xuân Của Mẹ. Cả nhà mở YouTube lên là nghe Kim Thoa với Phú Quý hai chị em hát bài này rất là dễ thương nha cả nhà. Rồi buổi cúng tổ chỉ đơn giản vậy thôi, thì hai chị em người hát cũng vài bài đó cả nhà, nhưng mà Kim Thoa chỉ quay video ngắn thôi để lưu lại kỷ niệm ngày 12 tháng 8 2021 âm lịch cúng tổ